Rồi, video này chào mấy bác nha. Hàng về nha mấy bác nha. TD này. Bố chưa lanh luôn, ghê chưa? Một em. Bác nào xung pha con này đi, bố chưa đen hết luôn này. Không cần phải coi nhiều theo, chất lượng máy khỏi cần phải chê luôn. Thì em bán giá hữu nghị thôi. Em bao hơi bao lửa, mấy con này thì chẳng có gì để mà hư đâu. Thì như con này nó mới quá như thế này thấy không? Thì bao hơi bao lửa nhá. Bởi vì nó mới quá mà, bao hơi bao lửa. Rất là đẹp. Thì như con này em bán cho mọi người giá 1,2 triệu. Đó, là y dày. Bên em có thêm tay lái để làm gửi đến nhà cho mọi người. Bao ship nhá. 1,2 triệu con này. Rồi, con này thì em cũng vô cần thôi. Thì cần của những con TD này nó khác nhau, kể cả dòng Mỹ Nhật thì con nào nó cũng khác nhau ấy, chứ không phải cần con nào cũng giống con nào đâu. Thì như mấy con này này cũng 1,2 triệu bao ship tận nhà nha. Đấy. Con đây cũng 1,2 triệu luôn nha. Thì cần của con nào vô con đó thôi. Bình xăng mà bể thì em cho bình xăng mới. Đây này, như con này có vết bể này thì cho bình xăng mới, em bố chưa lăn hết luôn. Đây. Con này cũng 1,2 triệu luôn. Rồi. Đống này thì toàn máy đẹp không à. Thế giờ bố chưa lăn hết luôn. Toàn bộ. Đó. Thì cứ 1,2 triệu một con, echo như thế này bên em bao ship tận nhà cho. Đó. Chứ không quan trọng. Đây. Đây. Ví dụ con này đi. Này, coi đẹp không? Bố chưa lăn hết luôn nữa. Đã mới lắm. Nên mọi người nhắm đâu mua thôi, không quan trọng lắm đâu. Đây này, bố nhìn bên ngoài thì nó bình thường, nhưng mà bên trong này, nội thất em nó thì bố nó chưa lăn hết luôn. Và em lấy con xấu nhất luôn cho mọi người coi. Đây, ví dụ con này này, bong chóc lung tung hết này. Này, bố chưa lăn hết luôn, thấy chưa? Nên là không quan trọng vấn đề đó. Đấy. Thì cứ 1,2 triệu trên một con là bên em bao ship tận nhà. Này, đẹp không? Nên là cái vấn đề về máy thì mọi người không cần phải lo đâu. Đây, toàn bộ đây bố chưa lăn hết luôn. Vừa về lô hàng. Thì vừa về lô TD này nó đến 15-16 con. Thì anh nào mua được thì ủng hộ bên em. 1,2 triệu bao ship nha. Phải nhắc lại, 1,2 triệu bao ship. Con này thì bố lăn hơi nhiều. Đấy, có lẽ là xài nhiều hơn. Còn độ đa số mọi người nhìn này. Bố lăn chưa lăn luôn kìa. Con này bố chưa lăn luôn này. Đấy, bố này chưa lăn này. Nó chưa lăn mòn chưa đều luôn. Má bên Nhật nó xài ý thức. Đây này, thấy chưa? Một nửa chứ. Con này thử ra. Đây này, đấy, bố lăn chưa hết này. Toàn bộ đây, con này này. Đủ, con này còn nguyên luôn không? Quê không? Đấy. Thế nha, bố Nhật nó mỏng lắm. Nhưng mà nó chưa lăn hết đâu. Mấy con này bên Nhật nó không chưa xài. Cỡ vậy luôn, rất là mới. Đây này, toàn bộ. Rồi ok, anh nào mua thì alo qua số điện thoại em. Hàng về. Một đống khoảng 10 mấy con đó. Thì anh nào mua được thì ủng hộ. Nó cũng tương tương nhau hết đấy. Em bao hơi lửa cho. Rồi ok nha.